bạn, việc lựa chọn một chiếc điện thoại có RAM lớn đang là một điểm mà rất nhiều người dùng quan tâm. Bởi vì điện thoại có RAM càng lớn thì smartphone của chúng ta sẽ càng mượt mà hơn và chạy tốt hơn. Các tác vụ từ đa nhiệm này cho đến những cái ứng dụng thông thường khác hoặc là chơi game nặng luôn. Và chiếc Vivo Y50 là một trong những sự lựa chọn sáng giá khi mà có RAM lên đến 8GB, nhưng mà mức giá lại khá là mềm. Và bên cạnh cái việc mà sở hữu RAM 8GB thì nó còn sở hữu cả bộ nhớ trong 128GB, đi kèm với đó là chip Snapdragon 665 ổn định, cùng với đó là một viên pin 5000mAh sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho chiếc Vivo Y50 này. Nhưng mà đó, tất cả chỉ là những con số và những thông tin thôi. Còn trải nghiệm thực tế như thế nào thì ngay bây giờ Hằng sẽ trải nghiệm cho các bạn xem luôn nhé. Đối với việc đa nhiệm thì Hằng có mở đây một lúc đến 8-9 ứng dụng cho các bạn xem. Và mình sẽ vào những cái ứng dụng lại như là trang web nè. Các bạn thấy mình đang lướt nhưng mà nó sẽ không bị lót lại. Tiếp theo là YouTube cũng không hề bị lót lại luôn. Nó cũng sẽ dừng lại ở ngay cái giây phút mà chúng ta đang xem, chỉ cần bấm vào mà xem thôi. Thậm chí cả Facebook đến Messenger cho đến những cái tựa game mà mình đang chơi đây thì cũng không gặp hiện tượng bị lót lại. Nên là các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về đa nhiệm. Chắc chắn rằng là đa nhiệm như thế thì những cái tác vụ như lướt web hay lướt Facebook này nọ thì các bạn cũng không cần phải lo lắng rồi. Vậy còn game nặng thì như thế nào nhỉ? Như vậy là với 8GB RAM cùng với những thông số cấu hình đi kèm và sau quá trình trải nghiệm thực tế thì mình khẳng định rằng là chiếc Vivo Y50 này thỏa sức để cho các bạn có thể trải nghiệm game và những cái tác vụ khác mà không lo về mặt cấu hình. Và điều quan trọng hơn nữa là chiếc Vivo Y50 này có mức giá rất là mềm luôn, chỉ với tầm khoảng 6 triệu đồng thôi thì các bạn đã có thể dễ dàng để sở hữu chiếc máy này rồi. Và xin được hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Vivo.